Ngày 4 tháng 5, Tổng cục Phòng chống thiên tai triển khai khảo sát lần 4 trên cồn cát mới nổi ở biển Cửa Đại. So với 3 lần quan trắc trước thì nhận thấy là cồn cát tiếp tục có xu hướng bồi ở phía Bắc. Phía Tây thì ổn định ít thay đổi, phía Đông hình thành các roi cát và liên tục dịch chuyển, biến đổi rõ rệt sau mỗi tuần, nhất là quanh cọc số 5 và 6. Phía Nam tiếp tục diễn biến rất phức tạp. So với tuần trước ngày 26 tháng 4 thì khu vực này đang bồi cả hai phía Đông Nam và Tây Nam. Sau 35 ngày tại vị trí cọc số 9 đã bồi cao thêm 0,6 m và dài 50,1 m về phía Bắc. Tại giai đoạn 14 giờ 30 đến 17 giờ ngày 4 tháng 5, cồn cát có kích thước thay đổi không lớn so với số liệu quan trắc ngày 26 tháng 4. Cụ thể là diện tích phần nổi là 13,251 ha, chu vi 3,3 km, chiều dài hai điểm xa nhất là 1.135 m, chiều rộng lớn nhất là 200 m, chiều cao trung bình ước tính so với mặt nước biển là 2 m. Tổng cục đã tiến hành đóng thay thế các cọc tại vị trí 6, 7, 9 và đặt 3 mốc thủy chuẩn để chuẩn bị cho công tác đo đạc bình đồ ở trên cạn và dưới nước trong khu vực này.